Chào các bạn, rất vui lại được chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng tuyệt vời nữa để giúp chúng ta kiếm được tiền. Đây là một cái ứng dụng đọc báo ở trên điện thoại. Đây là ứng dụng báo hay 24 giờ, vừa đọc báo vừa kiếm tiền lên đến 1 triệu đồng. Đây là một cái ứng dụng đọc báo tin tức kiếm tiền online đang hot nhất trên năm 2019 này. Và đặc biệt là cái ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể xem được các cái tin tức nóng, tin tức 24 giờ với nhiều các cái bài báo mới nhất tại Việt Nam, giúp bạn cập nhật các cái tin tức trong và ngoài nước một cách hoàn toàn, một cách toàn diện nhất. Để tải được cái ứng dụng này thì chúng ta chú ý là chúng ta xuống dưới cái link dưới phần mô tả để chúng ta tải cái ứng dụng này. Thì cái link này tôi đã để dưới cái phần mô tả rồi, chúng ta chỉ việc click vào cái link này thôi. Và chúng ta chú ý là chúng ta phải nhập cái mã giới thiệu này vào ICR7T thì chúng ta mới được ưu đãi nhé. Cái ứng dụng này có rất nhiều các cái ưu điểm, chỉ bạn cách kiếm tiền online, kiếm tiền thẻ cào cực dễ, chơi game để kiếm tiền, để đọc báo kiếm tiền, để kiếm thẻ cào, vân vân, để làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Mời bạn bè chúng ta cũng kiếm được tiền. Chỉ với báo hay 24 giờ, bạn hoàn toàn có thể là đáp ứng hoàn toàn nhu cầu giải trí hàng ngày nhờ cái việc mà đọc báo và cải thiện nên thu nhập bằng việc mà kiếm tiền từ cái ứng dụng này. Thì đây là một cái ứng dụng rất là hay. Chúng ta có thể là lên CH Play để chúng ta tải về, hoặc là chúng ta xuống dưới link dưới phần mô tả để chúng ta tải cho nhanh nhé. Sau khi mà xuống cái click vào cái link đấy rồi thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang mạng là như thế này. Đây, báo hay 24 giờ đọc báo kiếm tiền thì sẽ đưa chúng ta đến một cái trang này, và sau khi đưa chúng ta đến cái trang này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một đây chúng ta thấy ở dưới này có cái chữ mở thì chúng ta bấm vào cái chữ mở này thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang mà chúng ta cài đặt. Đây đây là trên cái Google Play này, ứng dụng chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này. Đây, chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt. Còn nếu như chúng ta lên cái Google Play ở trên này thì chúng ta bấm vào, chúng ta cũng sẽ tải được cái ứng dụng này về. Đây, báo hay 24 giờ đây. Để chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này lên điện thoại của chúng ta. Để sau khi mà chúng ta cài đặt rồi thì chúng ta bấm vào Open để chúng ta mở ra nhé. Mở cái ứng dụng này lên. Sau khi mà các bạn cài đặt lên như thế này rồi thì các bạn chú ý nhé, chúng ta có cái phần là đăng nhập ở dưới góc phải của màn hình của điện thoại của chúng ta đấy, và ở giữa là cái phần nhiệm vụ, và phía bên trái là có cái chữ báo hay thì chúng ta bấm vào phần đăng nhập ở đây, đăng nhập để nhận quà. Chúng ta bấm vào đăng nhập này, chúng ta có thể là đăng nhập bằng Facebook hoặc là đăng nhập bằng cái số điện thoại. Tôi đăng nhập bằng cái số điện thoại nhé. Ở đây có cái mã của Việt Nam là 84 rồi, cho nên ta sẽ không cần cái chữ số 0 lần trước nữa. Rồi, chúng ta bấm vào đây để lấy cái mã. Mã xác nhận này, 3421, chúng ta bấm vào đây. 3421, sau đó chúng ta bấm vào đăng nhập vào đây. Như thế là chúng ta đã đăng nhập thành công rồi. Và sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta cũng có một cái mã xác nhận để chúng ta làm nhiệm vụ ở đây. Khi mà chúng ta đi chia sẻ cho người khác thì người khác nhập cái mã của bạn vào thì các bạn cũng sẽ nhận được tiền thưởng. Nên bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần nhiệm vụ bên này là chúng ta sẽ nhận được 0,5 xu. Nhập mã 10 để chúng ta nhận được 5 xu này. Cái nhập cái mã 10 chúng ta bấm vào đây, đừng chúng ta nhập nha, nhập cái mã lúc nãy mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn đấy. Nếu mà chúng ta không nhập cái mã này, chúng ta để như thế thì chúng ta sẽ không có được cái lợi ích, không có được cái ưu đãi, mà cũng không được sự hỗ trợ từ tôi trong cái việc mà các bạn để kiếm tiền từ cái ứng dụng này. Là chúng ta nhập cái mã này vào ICR7T, copy cái mã này để chúng ta dán vào. Đây. Sau đó là chúng ta bấm vào cái chỗ gửi đi ở đây.
Và chú ý là chúng ta không nhập cái mã đằng dưới này nhé. Cái mã đằng dưới này là cái của chương trình thì chúng ta sẽ không được cái ưu đãi và cái sự hỗ trợ. Cho nên các bạn phải nhập cái mã của tôi ở đây thì các bạn mới được cái sự hỗ trợ. Chúng ta bấm vào cái chỗ gửi đi ở đây là chúng ta sẽ nhận được tiền rồi. Anh nhập cái mã là ICR7T này, đó chúng ta bấm vào chữ gửi đi này là chúng ta sẽ nhận được tiền. Sau khi làm xong cái nhiệm vụ gọi là nhập mã 10 rồi thì các bạn làm tiếp các nhiệm vụ ở đây. Thử tài hỏi đáp để chúng ta kiếm được 5 xu, chúng ta bấm vào đây để chúng ta làm nhiệm vụ. Ví dụ như đây. Giải thưởng là 500 đồng. Là 5 xu. Bây giờ chúng ta muốn làm thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta làm. Đây này. Câu 1. Báo hay 24 giờ là gì? Thì chúng ta bấm vào là ứng dụng có thể đọc báo xem video kiếm tiền. Bấm vào xác nhận. Rồi đến câu thứ hai này. Xu là gì? Đây, chúng ta bấm vào đây. Làm thế nào để kiếm xu? Thì chúng ta đây bấm vào. Tại sao có người kiếm được rất nhiều khi sử dụng báo hay 24 giờ? Thì chúng ta mời nhiều bạn tại ứng dụng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều tiền thôi. Làm sao để mời được bạn bè? Thì chúng ta ở đây chia sẻ cái link báo hay 24 giờ mời bạn bè. Bạn bè cài đặt xong nhập mã 10 của mình sẽ trở thành bạn bè thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Và giới tính của bạn là gì? Độ tuổi của bạn là gì? Ví dụ như thế, chúng ta bấm vào. Rồi nghề nghiệp của bạn là gì? Ví dụ đây. Thu nhập mỗi tháng của bạn là gì? 5 đến 10 triệu. Hay là như thế nào đấy, tùy các bạn. Rồi sở thích của bạn là gì? Ở đây ta có thể là chọn nhiều cái. Đọc sách này, xem phim này, thể thao này, du lịch này, game, vân vân. Đấy là sở thích. Bạn biết đến báo hay 24 giờ từ đâu? Từ bạn bè chia sẻ này. Đấy. Hoàn thành thử thách và chúng ta nhận. Bấm vào đây để chúng ta nhận thưởng. Đấy. Chúng ta bấm tiếp vào cái chữ nhận đây để chúng ta nhận nha. Rồi các cái nhiệm vụ khác thì chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta cũng bấm vào đây. Rồi đọc một bài báo này. Rồi nuôi cây phát tài này. Chúng ta cũng bấm vào đây để chúng ta làm nhiệm vụ nhé. Đây chúng ta bấm vào đây. Đấy. Tưới. Đây bây giờ là ta có thể tưới nước này. Đấy như vậy là ta đã tưới hết nước rồi. Bây giờ mà muốn có nước để tưới này thì chúng ta phải bấm vào cái bên này để chúng ta lấy nước. Và muốn lấy được nước thì chúng ta phải bấm vào đây để chúng ta đọc các cái bài báo. Thì chúng ta sẽ có thêm tiền và có thêm nước để chúng ta có thể là tưới được cây. Đấy. Rất đơn giản như thế thôi. Rồi đọc các 10 bài báo này, chia sẻ ứng dụng để kiếm được 5 xu này. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta chia sẻ. Và nhớ là khi mà làm xong nhiệm vụ thì chúng ta phải bấm vào chữ nhận đây để chúng ta nhận nhé. Có rất nhiều các sự kiện để chúng ta tham gia vào đây để chúng ta kiếm được tiền. Đây là ứng dụng cũng rất là hay. Tuy nhiên thì chúng ta làm trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta mới được nhiều tiền. Đây là chúng ta điểm danh ngày 1 thì chúng ta cũng nhận được tiền này. Còn đây là tôi đang sử dụng trên cái trình giả lập Android cho nên là nó sẽ không được nên là nó sẽ không được sử dụng hết các cái tính năng giống như điện thoại. Đây. Sau khi xong rồi thì chúng ta đi chia sẻ nhé. Chúng ta bấm vào mời bạn tải app để kiếm tiền thì chúng ta bấm vào đây. Đây vào đây thì ta có thể là mời bạn bè nhận thưởng lớn đến 4 triệu Việt Nam đồng. Tức là cái thời gian từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 10 là mời để kiếm tiền. Thì đây là cái mã của chúng ta. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta copy. Hoặc là chúng ta ở dưới đây chúng ta thấy có cái chữ copy link tải thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta copy cái link này để chia sẻ cho người khác. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ lên ứng dụng Zalo, Messenger hay là Facebook hay là các một số ứng dụng khác trong cái chỗ dấu ba chấm này chúng ta bấm vào đây. Đây. Nên Viber vân vân. Đấy rất là nhiều tiền. Tổng cộng tiền kiếm được có thể lên tới 4.106.600 đồng. Cái đây là cái cách rủ bạn bè này, cái mẹo để giúp bạn tăng cái thành công khi mà rủ bạn. Thì trong này nói rất là nhiều. Thì các bạn vào đây để các bạn xem nhé.
Đấy, rất là nhiều các cái cách, cái nhiệm vụ để các bạn làm để kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Thì đây là một trong những cái ứng dụng tiếp theo mà tôi chia sẻ đến các bạn. Thì mong rằng với ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn có thể là vừa cập nhật được cái thông tin báo chí, có cái tin tức hàng ngày, và trong khi đấy chúng ta vẫn kiếm được tiền từ ứng dụng này. Và chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền. À, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong nội dung chia sẻ tiếp theo của mình.